ngon hơn cơm trộn ở nhiều hàng kebab luôn. Ai? Ai là người sáng tác là cái món này? Được bốc lại không? Cái gì vậy bạn ơi? Không á. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình lại quay lại Lotte và chúng ta sẽ có một tập unbox, bốc gì ăn nấy. Trong đây còn rất là nhiều quán và Ninh nghĩ là đến tập thứ tư rồi sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn. Và trước khi bắt đầu clip ngày hôm nay, các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, follow Ninh trên Instagram, TikTok, YouTube, Facebook Ninh Tito hoặc Ninh Kết Tình nhé. Cùng bắt đầu clip thôi. Nắng lên rồi và quán đầu tiên là quán gì đây? Doki mọi người ơi, Doki. Trời ơi, mình đã mong vào Doki từ những tập đầu tiên khi đến Lotte rồi. Tại vì lâu lắm rồi mình không ăn Doki luôn. Và bây giờ thì giá vẫn 139.000. Nhưng không biết có điều gì khác biệt không? Và liệu nó có làm lên một cái clip mà Ninh có cả triệu view nữa không? Hãy cùng theo chân mình nhé. Yes. Ta-da, và hiện tại thì Ninh đang ngồi trong Doki rồi. Mới sáng ra đi sớm nên là quán nó chưa đông lắm. Chứ còn nếu mà các bạn đi vào tầm giờ giữa trưa là quán này sẽ xếp hàng dài và vòng ở phía bên ngoài bên kia. Và đây là quán đầu tiên mà mình sẽ ăn ngày hôm nay. Cũng phải 4-5 năm rồi mình không ăn lại quán này. Và ngày hôm nay đến các bạn nhân viên bảo: anh ơi, anh đã ăn thử Doki bao giờ chưa? Anh có cần em giới thiệu lại không? Thì mình bảo phải có, tại vì mình quên hết. Thì khi mà ăn Doki thì ở đây sẽ với mức giá là 139.000 một người chưa thuế. Và các bạn sẽ được hướng dẫn về cách đồ sử dụng ở đây. Chỉ có điều rằng là bây giờ thì cái thịt này sẽ không được serve tại quầy kia nữa, mà các bạn ấy sẽ serve trực tiếp tại bàn. Tại vì là mình đã có một cái clip Doki trước đây rồi đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ tính lại một chút. Mình sẽ không đi trải nghiệm Doki như lần đầu, mà mình sẽ thử các cái công thức đang hot gần đây của Doki. Trên điện thoại của mình đang là rất nhiều các công thức mà các em ở trong ekip đã tổng hợp được, rằng là mọi người pha sốt Doki như thế nào, những cái món nào mà có thể chế biến được từ các loại sốt và các cái nguyên liệu đồ ăn kèm ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ra quầy khám phá xem quầy có những cái gì và chúng ta sẽ pha những cái món này nhá. Hào hứng quá. Ôi, mọi người ơi, cuối cùng Ninh cũng đã lấy xong đủ đồ để có thể làm được 4 công thức rồi. Nó có quá trời đồ luôn và lâu lắm mình không ăn, mình bị hoảng loạn giữa một cơn nhiều sốt, nhiều đồ ăn kèm. Và mình đã có thể chế biến ra 4 món bây giờ với đủ nguyên liệu. Đầu tiên chúng ta sẽ chế biến món thịt lợn xào nham thạch. Đầu tiên mình sẽ cho dầu mè vào đây này. Ê, hơi nhiều nha. Sau đấy thì mình sẽ cho hành taro đảo đều lên. Thơm quá trời. Sau đấy mình sẽ cho thịt nổi không vậy? Chắc là phải cho sốt luôn chứ nhỉ? Nhưng mà nó đang bị sát rồi. Sao tự dưng ra đây mình cuống thế này? Đông thật đấy. Lúc mình vào là chưa có ai mà chớp mắt một cái đã rất là đông kín luôn cả quán rồi. Chắc được rồi nhỉ? Sau đấy thì mình sẽ cho kim chi vào này. Thôi nhiều quá, giữ lại một xíu. Và trộn đều lên. Nhớ ngày nào đi quay Doki mặc cái áo vàng trong clip đấy, bây giờ gần 6 triệu view rồi, đỉnh chóp luôn. Và sau đó thì mình sẽ cho sốt ở đây vào. Cái này là pha từ 3 loại sốt khác nhau các bạn ạ. Tại sao mọi người gọi đây là sốt nham thạch nhỉ? Hay là tại vì cái phần sốt này này, nó kiểu nó sôi sục lên như nham thạch. Ai là người sáng tác là cái món này? Ngon đấy, thơm quá trời, mọi người ơi. Bữa đầu tiên của ngày hôm nay xin gọi tên thịt dung nham. À đâu, thịt xào kim chi. Ngon quá, thịt rất là mềm. Sốt nó hơi ngậy ngậy, ngọt ngọt, cay cay xíu nhẹ thôi. Kèm thêm cả kim chi rất là thơm nữa. Ăn một miếng to đùng luôn. Trong đây cái hành taro nó cũng sẽ mềm mềm hơn một xíu rồi mọi người ạ. Nhai nó sẽ thơm, nó hơi ngọt. Công thức đầu tiên thì xào kim chi.
ngon. Công thức thứ hai sẽ là món gà rosé. Ở trong đây sẽ là một thìa đốc ngô và hai thìa kem các bạn ạ. Ninh đã lấy cái gà chiên không nha. Ở đấy có cả gà chiên có sốt như thế này, nhưng mà Ninh sẽ lấy cái gà chiên không. Trong công thức bảo hành lá mà mình không tìm thấy hành lá ở đâu. Và mình sẽ cho sốt. Wow, quên mất đáng nhẽ phải đảo cái sốt ở trong đây chưa. Và sau đấy mình sẽ đảo nó lên. Hơi ít gà không bác? Nhưng mà ăn vừa đủ thôi, vì ngày hôm nay mình sẽ còn mấy quán nữa ở trong Lotte nữa. Cái sốt kem này mùi ngậy thật đấy. Trong lúc đấy thì Ninh sẽ ăn gà có sốt. Lâu không ăn gà, Doki không biết là còn ngon không đây. Vẫn ngon. Gà này là gà sốt ngọt nha các bạn. Cái thịt nó mềm và cái da của nó rất là thơm. Công nhận 139.000 cộng vào đây ăn những đồ ăn ngon như này rất là chất lượng. Bảo sao Doki vẫn luôn đông. Mì lạnh này các bạn sẽ lấy một vắt mì. Các bạn lấy các nguyên liệu mà mình đang bắn ở phía bên phải màn hình đây. Và sau đó thì các bạn sẽ lấy đá ở cái quầy pha chế nước ấy, các bạn cho vào. Và bây giờ mình sẽ trộn nó lên. Mì lạnh này cho thêm quả trứng luộc cũng ngon nhỉ. Mì lạnh đây mọi người ơi. Có cà rốt, có dưa chuột. Cũng ngon, nhưng mà hơi nhạt. Em lấy đúng công thức không? Có sốt chưa? Chắc là nếu mà anh thì anh sẽ thích thêm sốt cho nó đậm. Chỉ tiếc là cái sợi mì này, nó không phải là cái sợi mì lạnh bình thường mình hay ăn, mà nó sẽ là sợi mì kiểu hơi, nó hơi bột bột một xíu. Ngon. Nó dính cái gà vào rồi. Ăn được rồi đấy nhở. Ta-da. Ninh sẽ thử một miếng gà. Các bạn nhớ lấy cái gà mà chưa sốt nha, gà chiên không nha. Chứ mà gà mà chiên có sốt rồi thì vào đây là nó sẽ lẫn các loại sốt vào nhau luôn. Thơm đấy. Nó sẽ ngậy. Nhưng cái vỏ lúc này nó không được giòn nữa. Nó sẽ ngậy, ấm và thơm. Thật ra là Ninh sẽ thích cái gà sốt này hơn. Cái sốt này bởi vì chúng ta phải chế biến trong đây nên là nó khiến cho cái gà nó bị mềm, không quá hấp dẫn lắm. Bây giờ Ninh sẽ sang cái phần này. Đây là phần cơm trộn. Công thức mình sẽ để bên cạnh. Nhưng mà cái cơm trộn này nó sẽ còn thiếu một cái thành phần nữa. Đó chính là gà. Mình sẽ xé cái gà sốt này vào đây. Ngày xưa Ninh cứ bảo là có ai có thể ăn hết được 90 phút không? Nhưng mà thực tế là với đồ ăn mà nó ngon như thế này ấy, thì bạn nào ăn khỏe là cứ ngồi ăn thôi. Rất là lãi. Sau đấy thì mình sẽ trộn cái sốt này lên. Có thìa không nhỉ? Đây, thìa đây. Thật ra công thức này còn có trứng gà nữa, nhưng mà chắc là thôi, cái bát này nó đang hơi nhiều quá. Mọi người biết gì không? Cùng là một công thức, nhưng mà Ninh lại không biết. Ninh đi lấy kiểu nó như thế này. Ninh lấy cơm trộn, lấy cơm nắm, lấy xúc xích miếng kiểu này, trong khi là phải lấy cái xúc xích mà thái nhỏ ra. Đấy, và Ninh có lấy một quả trứng để định cho vào đây. Nhưng mà thôi, trộn cái này lên. Trong đây có cơm nắm luôn này. Đối tượng vào đây đa phần là các bạn ở học sinh sinh viên. Vì với cái mức giá rất là phải chăng như thế này thì Ninh nghĩ rằng là các bạn rất là hợp để đi. Ăn thử xem nào. Công thức mà các bạn lưu danh sử sách. Ngon quá. Ngon hơn cơm trộn ở nhiều hàng kebab luôn. Nhiều đồ Hàn Quốc luôn. Cái rong biển nó thơm đấy nhở. Xong rồi mình xé gà sốt vào đây nó cũng ngon nữa. Ngon quá. Ninh, anh chia sẻ về máy đi hôm trước, bao nhiêu bạn hỏi máy quay đấy. Hả máy quay á? Các bạn ạ, hôm trước có rất là nhiều bạn comment lên cả TikTok và YouTube hỏi Ninh về cái máy ảnh mà Ninh hay quay. Thật ra bình thường thì Ninh sẽ song song máy ảnh với điện thoại. Điện thoại thì Ninh sẽ quay cho TikTok, còn là máy ảnh thì Ninh sẽ quay cho YouTube. Và thật ra Ninh không dùng cái con máy nào cao siêu mà to đâu, DSLR các thứ nên không dùng, mà nên sẽ dùng cái con compact thôi. Tại vì thứ nhất là mình không chuyên máy ảnh lắm, và thứ hai đó chính là mình cần cái con nhỏ gọn để có thể đi quay. Thì cái máy mà Ninh đang sử dụng đây là ZV-1 Mark II. Nó là đời mới nhất, không phải là ZV-1 nhá, Mark II. Và em này thì có rất là nhiều ưu điểm luôn, và ưu điểm lớn nhất ngày hôm nay thể hiện luôn trong clip này, đó chính là góc rộng. Không gian Doki ở đây nó đang quá là đông luôn.
và góc ở giữa các bàn nó rất là hẹp. Thì hiện tại Ninh đang đặt cái máy rất sát và nó vẫn có cái góc rộng như thế này. Thì đấy, cái em này nó sẽ có cái góc là 18-50, nó sẽ rất là rộng và nó sẽ khiến cho cái mặt mình có thể nhỏ hơn nữa. Thì đấy là điều mình rất là cần, tại vì mình đang tận 72 cân, 73 cân, đi quay cần góc nhỏ để nhìn nó mignon một tí. Và thứ hai đó chính là khi mà các bạn quay ấy thì các bạn sẽ không phải ngắt record để các bạn có thể zoom ra zoom vào, mà các bạn hoàn toàn có thể zoom vào luôn trong lúc mà mình đang nói đây. Mình sẽ minh họa cho các bạn xem. Bây giờ thì bạn quay phim sẽ zoom vào trong lúc mình đang nói nhá. Trong lúc mình đang nói đây thì cái cam nó sẽ zoom vào, nó vẫn bắt nét rất là tốt. Và quan trọng rằng là đấy, quan trọng là nó vẫn nét, nó vẫn sáng. Ta-da. Nhìn này, góc này nó đang hơi kinh. Đúng rồi, zoom ra nào, zoom ra nào. Ta-da. Và đấy là một cái điểm thứ hai, đó chính là khi mà các bạn quay các bạn có thể zoom và nó không bị vỡ nét, nó vẫn bắt được chủ thể rất là tốt. Điều thứ ba mà mình chọn em máy này đó chính là máy có chế độ soft skin, nó sẽ khiến da mặt mình như kiểu có một lớp filter khi mà các bạn chụp ảnh điện thoại ấy, nó sẽ mịn hơn. Và máy này còn có creative look, nó sẽ cho ra mình những cái hệ màu rất là xinh để mà khi mà các bạn edit sẽ không mất công nhiều để các bạn phải thêm lút màu hay là các thứ. Thì đấy là cái rất là tiện của cái máy này, đặc biệt là với những bạn nào mà quay beauty, quay sản phẩm và quay đồ ăn giống như mình. Nó có cái tính năng là product showcase, khi mà các bạn bật nó lên thì nó sẽ auto focus vào sản phẩm và xóa phông rất là nhanh. Rồi rồi, tới công chuyện này. Thấy chưa? Quá đỉnh chóp luôn rồi còn gì. Và điều cuối cùng, lý do tiên quyết để mình chọn em Sony ZV-1M2 này, đó chính là khi mà các bạn quay ấy, các bạn hết pin, các bạn cần thay thẻ nhớ, các bạn không phải tháo cái báng tay cầm ra mà các bạn có thể thay luôn pin trực tiếp. Vì cái máy này như kiểu là nhà sản xuất người ta hiểu được cái nỗi lòng của những creative, của những content creator như chúng tôi, đó chính là hết pin lại phải tháo ra tháo vào cái báng rất là bất tiện. Thì ở đây mình có thể thay luôn bên cạnh đó, các bạn thấy không? Thì đấy là 4 điều mà Ninh muốn chia sẻ về máy này, thì các bạn có thể tham khảo và mua nhá. Bước ra khỏi Doki, người rất là nhiều mùi lẩu tóc luôn. Và ra đến đây, Ninh đã thực sự rất là no rồi. 139.000 với 90 phút Ninh thấy là hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả quán thứ hai. Và Ninh tin rằng là lần này chắc chắn vào một quán tráng miệng hoặc là một quán smoothie gì đấy, vì ở đây có rất là nhiều luôn mà Ninh chưa bốc vào gì ngoài trừ là quán 10.000, 10.000. Nên là bây giờ Ninh sẽ bốc quán thứ hai nha các bạn. Nào, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Vậy man qua. Tại sao? Tại sao lại thành man qua rồi? Vừa một quán tteokbokki xong, bây giờ lại đến một quán lẩu, buffet lẩu Đài Loan. Được bốc lại không? Không á. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn lẩu man qua vậy. Ta-da. Và hiện tại thì Ninh đang ngồi trong man qua. Đi ăn cái giờ này, lúc này là khoảng tầm 1 giờ kém thì nó cũng đã vắng hơn một xíu rồi mọi người ạ. Và lần này khi mà quay trở lại man qua thì Ninh thấy rất là nhiều điều khác. Thứ nhất là có cái buffet Phúc Khả Vương này có 299.000 thôi. Riêng cuối tuần mà các bạn đi ăn thì chỉ có hai cái set này thôi nhá. Còn bình thường thì sẽ có cả những cái buffet và cả những cái set. Ở đây thì họ mới có thêm mấy cái set lẩu, set menu này. Rất là tiện. Đó, các bạn thấy không? Với các cái mức giá này thì các bạn không muốn ăn buffet, các bạn cũng có thể gọi cái này. Nước lẩu lên, cảm ơn bạn. Hôm nay Ninh gọi 4 ngăn liền, chưa cần bật bếp, tí mình bật. Cảm ơn bạn. Với cái set mà mình gọi ngày hôm nay là chỉ 299 thôi, vì mình không xác định ngày hôm nay mình sẽ đi ăn một ngày toàn buffet lẩu đâu. Thì nếu mà các bạn ăn đồ quầy lai và tráng miệng thì sẽ là mất thêm 69.000. Còn với những cái bạn nào mà gọi set 469 và 619 này này thì ở quầy lai các bạn chỉ mất có 39.000 để có thể ăn được nữa thôi. Đó, không biết là nước lẩu bây giờ thì ở bên Mangwa có khác gì không, nhưng mà mình sẽ ăn thử. Mất công vào đây rồi, phải ăn cho ngon. Ở đây thì mình có gọi lẩu 4 ngăn, tại vì là chúng mình đi có 2 người nên là đây các bạn ạ. Ở set này các bạn sẽ được chọn hai nước lẩu miễn phí. Mình có chọn cà chua với cả đây là mala. Ngoài ra thì mình có gọi thêm đây là nấm và đây là lẩu Thái để thử xem là 4 loại này thì nước lẩu nào của Mangwa hiện tại là loại ngon nhất. Đây, đây là quầy đồ ăn kèm và quầy pha sốt của Mangwa. Thì các bạn sẽ thấy ở đây có kim chi muối này. Đấy, bên này thì sẽ có xà lách. Bên này chúng ta sẽ có chân gà muối. Cái chân gà này người ta làm xả tắc đấy ạ. Đấy, và bên này thì có cóc dầm gần hết rồi.
Ở đây thì sẽ có các cái loại đồ để các bạn có thể pha sốt. Hôm nay chắc mình sẽ tìm cái công thức nào đấy ở trên mạng để mình pha theo trên mạng, chứ bình thường mình có công thức của riêng mình rồi. Ôi, cái này mới à? Không, lâu rồi mà. Thế chứng tỏ lâu lắm anh không biết. Ở Manhwa các bạn sẽ được chọn các loại mì này để thả lẩu. Và như Doki lúc nãy thì mình cũng sẽ pha sốt theo công thức của các bạn ở trên mạng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 bát sốt khác nhau. Nước lẩu đã sôi rồi. Và hiện tại thì mình cũng chưa gọi hết tất cả những cái phần mà trong cái set 299 có thể gọi được đâu. Tại vì là nó sẽ có thêm một vài món ăn kèm nữa. Nhưng mà nhìn chung thì sẽ không có thịt cừu, không có hải sản. Chúng ta sẽ chỉ có thịt bò một vài loại và một thịt lợn một vài loại thôi. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ăn thử dần nhé. Hiện tại thì Ninh đang có 3 cái loại sốt chấm ở đây mọi người ạ. Có 3 loại sốt chấm này, nhưng mà để hoàn thiện nó thì sẽ có 2 loại cần thêm trứng trần và một loại thì sẽ cần thêm nước lẩu thái nữa. Nên là bây giờ thì cái muôi trần ở đây, Ninh sẽ trần trứng nha. Trứng này sẽ trần 20 giây thôi, nên là Ninh sẽ trần nó vào cái nước nào mà nó đỡ bị có vị nhất. Đó chính là nước lẩu nấm. 1, 2, 3, 4, 5. Mình đang tự gọi là hấp cái tay mình luôn mà. Ok, đầu tiên là sẽ vào đây. Vào đây một ít này. Và vào đây một ít. Và mình sẽ ngoáy đều nó lên. Nhìn rất là ngậy nha. Cái sốt này sẽ hợp cho bạn nào thích ngậy, thích thơm mà không bị cay. Bây giờ Ninh sẽ ngoáy đều cái này. Uầy, cái này thì là siêu ngậy rồi. Và cái này sẽ được hoàn thiện thêm bằng một chút nước lẩu thái nữa các bạn ạ. Mình sẽ cho một chút nước lẩu thái vào đây. Đấy. Và ngoáy đều lên. Hơi nhạt. Mình sẽ thích cái này hơn. Đây, để thử nốt cái giữa. Cái này nó thiên về vị xì dầu. Cái này nó thiên về vị thơm ngậy. Còn cái này thì với Ninh là hơi nhạt nha. Bây giờ thì Ninh sẽ trần thịt thôi. Ta-da. Mình sẽ trần vào nước lẩu mala đi. Với các loại thịt bò này thì các bạn sẽ trần nhanh thôi. Tại vì thịt bò này nó ăn nó chín kỹ quá thì nó sẽ bị dai. Đó, mình sẽ trần vừa chín tới là mình có thể ăn được rồi. Ha ha. Ninh sẽ thử bò chấm với cái sốt mà mình thích nhất. Các bạn chọn cho mình đây. Wow. Nhìn thì hơi dầu một chút, cho hơi nhiều dầu mè. Nhưng mà ngon lắm. Ngon 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 ngon. Sốt này là chân ái. Đấy. Đây là paste bò. Nó là kiểu cái viên, bò xay ấy. Xong rồi sẽ là viên, bình thường sẽ là viên lại nhưng mình không cần viên. Đây là pesto. Biết thế lúc này ăn Doki ít ít lại chứ ăn nhiều quá. Ai mà biết là, ai mà biết là ăn buffet đấy. Thôi 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 nha, cái hôm gà là hơi sợ nha. Hôm nay mà bốc quán thứ 3 và buffet nữa thì tôi chịu luôn rồi đấy. Ninh rất tò mò về nước lẩu cà chua. Bởi vì nước lẩu cà chua của Manhwa ra mấy năm rồi. Ninh có một lần thử không ấn tượng lắm, nhưng hôm nay Ninh sẽ thử lại xem nó có ngon hơn hay không. Còn lại những cái nước khác thì vẫn là ổn rồi. Nói chung trong các loại nước này, Ninh sẽ thích mala và thích lẩu thái nhất. Lẩu nấm ăn thì nó vừa, nó ngọt. Nhưng mà còn lẩu cà chua thực ra là Ninh vẫn không thích lắm. Tại vì lẩu cà chua nó khá là nhạt. Có một công thức mà các bạn ấy hay pha lẩu cà chua với trứng. Nhưng mà mình thấy là nó nhạt rồi, pha với trứng chưa chắc đã ngon. Nên là mình sẽ không vẫn không thích cà chua ở đây lắm. Ba loại nước còn lại thì vừa nhé. Bây giờ Ninh sẽ lại có một trò nữa. Các bạn ấy hay làm mì trộn ở đây. Nên là bây giờ Ninh cũng sẽ đi lấy mì và Ninh pha sốt và Ninh sẽ trộn cùng để xem mì trộn Manhwa nó sẽ như thế nào. Ok, Ninh sẽ lấy mì thả lẩu Kichi á. Kichi có mì thả lẩu á. Xong rồi thả vào nước nào quan trọng đấy. Đây, cái sợi vắt mì nó sẽ to như này nhưng mà Ninh sẽ chỉ lấy một nửa thôi. Và Ninh sẽ thả nó vào trong lẩu nấm chân. Đấy. Trong lúc đấy mình vừa mới lấy các loại sốt
Công thức thì mình sẽ bắn ở trên màn hình, mình sẽ lấy các loại sốt ở đây. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều nó trước, để tí nữa mình có thể trộn với cả mì nha các bạn. Các bạn hay có mấy công thức hay ghê luôn ấy. Ngon. Rất là ngậy cái mùi tương đậu luôn. Mì này chắc chúng ta phải nấu vài phút đấy. Đây. Đó. Sau đấy thì mình sẽ cho sốt này vào. Cho một nửa nha. Đây, mình sẽ trộn đều nó lên. Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy và khá là ngậy đấy. Thật ra là hơi mặn. Nó ngon, nó ngậy, nó thơm. Nhưng mà hơi mặn, cho nhiều sốt quá. Cũng ngon nhưng mà sợi mì nó khá là dai các bạn ạ. Cái này thì chắc là có thể trần thêm một xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Và cho bớt sốt lại, tại vì sốt đây nó hơi nhiều. Đấy. Hay nhở. Các bạn cứ sáng tạo ra mấy cái công thức hay thật. Các bạn phải cho thêm mì với cả để lại một chút nước cho nó nhạt nhạt lại cái sốt thì là vừa. Nhưng mà hơi cay ha. Ngon. Bây giờ quán thứ 3 Ninh sẽ bốc, bởi vì là Ninh không biết là quán thứ 3 là quán gì. Có thể là một quán gà, có thể là một quán đồ Thái, có thể là một quán cà phê, không biết nữa. Nhưng mình cần để bụng để ăn quán sau. Nên là bây giờ thì Ninh sẽ bốc đây. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Usimania là quán gì? Buffet á? Đâu, nó ghi là Japanese Engine Beer and Bar mà. Có buffet á, quán này thì có gọi món các bạn ạ. Có gọi món nhưng mà họ có menu buffet. Nên là Ninh thì Ninh không thể nào đi ăn thêm một quán buffet được nữa bây giờ đâu. Tôi sẽ xin phép phá lệ ngày hôm nay nghe lời các bạn trong các tập trước. Bây giờ là no quá rồi, không thể ăn được nữa. Nên là thôi, bây giờ Ninh sẽ quyết định tự đi cà phê. Ninh sẽ không ăn quán này và hy vọng là lần sau này có gì quay lại thì Usimania Ninh sẽ đền bù và Ninh sẽ là đi quán đầu tiên ở trong cái tập sau. Còn tập này thì thôi, tôi xin thua. Một tập mà toàn buffet thế này thì chết rồi. Ăn xong đã, ăn xong đã. Cứu tôi. Mọi người ơi, bước ra khỏi Mangwa là Ninh no quá trời là no. Nên là Ninh quyết định là không thể ăn được quán gì khác. Nghe lời các bạn tập trước rằng là no quá rồi thì thôi, dừng lại để hôm sau ăn cho nó ngon. Nên là Ninh sẽ để dành Usimania. Nếu mà tập sau có quay lại Lotte thì Ninh sẽ ăn đầu tiên. Và hy vọng các bạn đã có những giờ phút thật là thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ninh phải đi tập đây. Đi tập để gỡ gạc lại no quá.